Xin chào cô chú anh chị em và các bạn. Hôm nay tụi mình có một quyển sách ngữ pháp để đi học chung với nhau. Theo yêu cầu của mọi người là mọi người muốn học quyển sách này thì mình sẽ đi cùng với mọi người. Đây là quyển Essential Grammar in Use, tức là quyển ngữ pháp thiết yếu. Đây là chữ thiết yếu nè, mọi người nhớ mấy cái thực phẩm thiết yếu được không? Đồ dùng thiết yếu á, tức là không có không được á. Thì đây là ngữ pháp thiết yếu. Quyển này là mình vẫn xài của Cambridge. Giống như mấy kia cũng là Cambridge, Oxford gì đó thôi, đều là sách nước ngoài hết. Mình sẽ không dùng cuốn sách Việt Nam nha. Tại vì mình muốn học ở đâu là nó có cái nguồn gốc rõ ràng đó luôn, khỏi cần phải dịch khỏi gì hết, mình tự dịch đó ra. Và cái này là để dùng cho self-study reference, tức là để làm tài liệu tự học và luyện tập cho cái gì? Cho học sinh cơ bản, rất là cơ bản luôn. Chắc chắn là mình phải dạy từ cơ bản rồi, bởi vì nếu không thì mọi người sẽ bị hỏng chân. Đã đa số là mọi người cảm giác là không có rõ ràng về ngữ pháp chứ không phải là không biết gì. Nhưng mình sẽ đi lại từ đầu. Đây là cái bản thứ hai nha. Đây là quyển sách mình tìm đâu đó được ở trên mạng, mình tải xuống từ chỗ này nè, hình như đâu trên đây đó, mấy cái link này nè. Lát nữa mình sẽ gửi cho mọi người cái link cho mọi người tải. Tác giả này Raymond Murphy này cũng nổi tiếng rồi. Và đặc biệt quyển sách này chắc chắn phải có đáp án, không có đáp án là không có nói chuyện được. Và mọi người lưu ý luôn, khi mà mọi người chọn sách học vậy, phải chọn có cuốn có cái đáp án. Cuốn nào không đáp án không học nha. Tại vì không đáp án thì đâu biết đúng sai, thì cũng như không. Bởi vì khi học ngữ pháp, cái điều quan trọng nhất là cần phải được chỉnh sửa. Thì bản thân mình á, tất nhiên là do học qua sách vở rồi, đúng không? Mình học qua rất nhiều sách, và mình đã học qua nhiều giáo viên nữa, đúng không? Qua nhiều năm. Và cộng với phần, phải có phần này nha mọi người, phần luyện tập. Tức là luyện tập là làm gì? Không phải là làm bài tập nha, không phải là làm bài tập không thôi, mà là nói ra, viết ra những thứ mà mình muốn, rồi chi nữa cho người khác sửa. Người khác là người nào? Có thể là giáo viên, hoặc là có người nào đó giỏi hơn mình là mình hỏi được, hoặc tuyệt vời nhất là người nước ngoài. Nước nào bản xứ? Anh, Pháp, Mỹ thì bậy bạ, không phải Anh, Mỹ, mà là Anh, Mỹ, Úc, Canada, New Zealand đó, những cái nước mà người ta nói tiếng Anh á. Thì không được nữa thì Philippines, Singapore, những nước xém giỏi tiếng Anh kế tiếp, vâng. Rồi đó là những người đó mà người ta chỉ cho mình, thì mình sẽ biết nhanh hơn, mình sẽ chắc chắn hơn, đảm bảo hơn. Cái này rất là quan trọng nha. Phải có người sửa bài thì nó mới giỏi được. Bản thân mình là được sửa rất là nhiều lần, cho nên là thì nó mới được, chứ không phải là học không thôi là không được nha. Rồi bây giờ mình sẽ đi vô quyển sách này. Thì đối với quyển sách này, nội dung của nó là đối với học sinh và đối với giáo viên nữa. Thì đây là tất cả các bài học của nó nè. Có 114 bài nha. 114 bài. Thì bây giờ mình sẽ không nói về các tự bài này, tại vì toàn là cấu trúc ngữ pháp thôi. Lát nữa học thì sẽ biết theo mà, đúng không? Đó, kéo đã cho 114 bài. Và nó có những cái gọi là những cái danh sách, mà những thứ mà các bạn cần nhớ ở đây nữa, như là bảng động từ bất quy tắc, hay là những cái dạng ngắn của những cái động từ, danh từ, tính từ gì đó, vân vân. Và tất nhiên có đáp án ha. Thì ở đây mình nói với những học sinh. Học sinh là sao? Sách này nếu học sinh dùng mà working without a teacher, đó là chúng ta bây giờ nè, khi học sinh học mà không có giáo viên nè nha. Ok, không có giáo viên thì sao? Sách này dùng cho cơ bản. Ừ, đúng rồi, elementary. Bạn nào mà học cái từ vựng của mình thì quá quen với chữ này, đúng không? Sách mình là sách cơ bản hết rồi, có 11 unit và dùng cho các bạn cơ bản. Thì ở đây có một cái lưu ý này mới là đặc biệt nè. Do not study all the unit. Đây, do not study all the unit in order from beginning to end. Câu này hiểu không mọi người? Tức là cái cuốn sách này nó kêu mình là không học tất cả các unit theo thứ tự từ đầu tới đuôi. Chứ học sao? Viết sách vậy mà thì nó sẽ học sao? Nó thì tốt hơn để chọn cái unit mà bạn cần học. Tức là khi bạn đang đi học trong trường chẳng hạn, và ngày hôm đó các bạn học về chủ điểm, dù là thì hiện tại đơn hay thì quá khứ đơn, và bạn không hiểu, thì bạn vào đây bạn tìm cái bài đó để bạn học thôi. Chứ mình không học hết nguyên quyển sách này nha. Đó, ý là người ta nói vậy đó. Không có cần phải theo thứ tự hết tất cả. Nhưng mà ở đây thì nếu các bạn là người tự học thì các bạn theo thứ tự cũng không sao mà, đúng không? Chứ bây giờ không theo thứ tự này mình cũng biết thứ tự gì nữa đâu. Thì bây giờ mình với mọi người sẽ đi làm theo thứ tự, tại vì mình hướng dẫn hết quyển sách này mà, đúng không? Rồi thì đây,
đó là dành cho học sinh. Đại khái là một quyển sách thì nó có hai trang giống như cái biểu từ vựng của mình đúng không, hai bên, một bên bài học và một bên bài tập. Mình sẽ coi một cái bài tập xong rồi sau nữa mình nhìn vào nội dung ha, những cái công thức gì đó mà bạn cần. Xong rồi đó có cái trang mà left page là trang thông tin, xong rồi còn có page exercise đúng không, là cái trang bài tập, và nó có cái đáp án để cho bạn kiểm tra lại nữa phải không. Mà mình thì lúc nào cũng phải có cái file đáp án, cái trang đáp án để làm cho mọi người, và nếu như mà học xong rồi mà chưa thấy thuộc thì học lại trang thông tin bên kia, rồi chỉ vậy thôi, y chang như cuốn sách kia. Đối với giáo viên thì dùng cuốn sách này chỉ dùng với trình độ cơ bản thôi. Ok, nếu mà các bạn thấy quyển sách là quá dễ, các bạn cứ bỏ qua, đợi tới khi mà mình làm nó đủ khó để các bạn học nha. Mấy bài đầu này nó sẽ rất là dễ. Rồi, hết tất cả các thứ ha, giờ đi qua cuốn sách luôn đi. Rồi cuốn sách nha, bài đầu tiên là ba cái chữ này. Ba cái chữ này thì có nhiều người sẽ biết nhận diện được ngay, nó chính là động từ. Động từ to be, người ta hay kêu là động từ to be. Ở đây người ta không có nói gì hết nha. Động từ to be thì có nghĩa là thì, là ở. Tức là ba cái đứa này đều có nghĩa là thì, là ở. Chứ không phải thằng am là thì, thằng is là thằng are, không phải nha. Đứa nào cũng thì là ở. Nhưng mà nó làm sao? Thì cái này ai cũng biết, nhưng mà tại sao lại sai? Cho đến các bạn mà học pre-inter, inter đôi khi ở trên nữa cũng hay sai cái này. Cái quan trọng là biết luật chơi rồi nhưng mà chơi không có giỏi. Có nghĩa là sao? Biết nó có rồi đó nhưng không biết khi nào để nó vô cho nó hợp lý, phải không? Thì giờ mình coi kỹ lại cùng với nhau một lần nữa nha. My name is Lisa. Ok, dịch cho rõ ra nha. Tên tôi là Lisa. Blackpink nó tới đây luôn rồi mọi người ơi. Tên tôi là Lisa. Thì cái chữ là này nè, là to be này đúng không? Bây giờ nó đóng vai là I am American. Tôi là người Mỹ. Tôi là người Mỹ. Thì ở đây chữ am này bây giờ nó đóng vai cũng là luôn. Ok, tôi là người Mỹ. Đây, I'm from Chicago. Tôi đến từ Chicago. Tự dưng ở đây nó là cái chữ đến từ là sao? À, tôi đến từ. Thành ra động từ à? Không. Tôi thì đến từ Chicago. Phải dịch như vậy nó mới lòi ra cái to be nha. Chứ dịch đến từ không thì mình sẽ, ủa vậy to be ở đâu? Nó là ở đó đó. Tôi, I am a student. Tôi là một sinh. Chỗ này là đúng không? Rồi tiếp nha. My father is the doctor. Đây, cha của tôi là bác sĩ. Và mother là journalist, là nhà báo. Rồi toàn là này, nãy giờ mới là gì? Đa số là đúng không? I'm 22. Tôi 22 tuổi. Không lẽ cái này là chữ tuổi sao? Không, không phải nha. Tôi thì 22 tuổi đó mọi người. Phải dịch có chữ thì vô mới biết nha. Không có dịch chữ thì là, thực ra tiếng Việt tôi 22 tuổi là đúng rồi đúng không? Nó viết tiếng Anh là I'm 22 thì mắc gì có chữ thì, nhưng phải dịch vô để nó có chữ am ở đây nha mọi người. Tiếp, I'm not married. Tôi thì không có kết hôn nha. Đó, nói về tính từ qua đây là thì. Tôi thì không có kết hôn. Rồi, tiếp. My favorite color is. Thì đây là nha. Màu ít của tôi là màu xanh. Thì mọi người thấy nè, I am not, rồi is. Nói chung là nó cũng đâu vòng vòng toàn là thì là đúng không? Rồi, my favorite sport are. Chữ are này cũng có nghĩa là luôn. Cái môn thể thao yêu thích của tôi là hai môn, môn football và môn swimming. Đấy, are bây giờ là I'm interested in art. Tôi thì hứng thú với nghệ thuật. Chứ không có tôi là được. Tôi thì hứng thú với nghệ thuật. Ôi ơi, trời ơi, như chữ bị gì vậy? Rồi ở đây thì là ở, chỉ có như vậy thôi. Tại sao sai hoài vậy? Thì ở đây chủ yếu là nó đi như thế nào, vị trí nó làm sao. Tại vì mình nói chuyện ra mình quên. Đối với khi mình nói chuyện á, không có mấy chữ này thì tới từ chính của mình là Lisa nè, Chicago nè, student nè, thì người ta vẫn hiểu. Nhưng mà nếu mọi người bỏ qua nó thì sẽ gặp vấn đề về sau, đó là khi đặt câu hỏi không biết đặt nha. Ở đây nó sẽ có cái dạng như sau. Đối với to be á nha, đối với dạng khẳng định, tức là cái câu đó mình nói ra là nó đúng, là khẳng định đúng không? Nói một phát thôi, không có lặp lật qua lật lại lươn lẹo, một khẳng định. Thì ở đây nó sẽ là I đi với em, he, she, is đi với is, và we, you, they đi với are. Rõ ràng không? Rồi công thức rõ ràng nha. Còn đối với dạng phủ định, tức là không, hồi nãy là tôi là, bây giờ tôi không là,
I am not, he, she, it thì là is not, hay là mình viết tắt thành kiểu là isn't. We are not, you are not, they are not thì sẽ viết tắt là aren't. Chữ mình đọc là aren't, nếu không được đọc aren't. Ok, rồi đây là kiểu khẳng định và kiểu phủ định. Khẳng định phủ định rồi xong rồi sao đặt câu nè. Nó đặt cho mình là I'm cold, tôi thì lạnh. Ở đây lạnh là tính từ, giống như ở trên kia vậy đó. Mình phải giống như là ở trên đây là cái gì là giống như là tính từ là không có kết hôn nữa chưa, hay là màu sắc gì đó, thì mình sẽ là I am, I'm cold, tôi lạnh. Thì mình phải có to be vô đây. Xong, can you close the window please? Bạn có thể đóng cửa giùm tôi được không? Rồi, I'm cold, I đi với am. Tiếp, I am 33 years old, tôi 32 tuổi, cũng là I am. My sister, tôi 32 mà em tôi thì mới là 29 thôi. My sister is 29. Cái này giống cái bài mọi người học ở trong trường không? Giống bài chia động từ bình thường không? Đó, chỉ vậy thôi. My brother is very tall. Anh của tôi thì rất là cao. Ở đây mình cũng cần chữ is, không? Để có nghĩa là thì. He's a policeman. Chữ dấu phẩy này là chính là chữ gì? Là viết tắt của chữ is nè. Anh ấy là cảnh sát. Bây giờ nó không thì nó là. Nói chung là đa số mọi người ít thấy chữ ở phải không? Chỉ có một cái là đến từ này thôi, chứ chưa ít có thấy cái chữ ở nhiều. Đa số là nghĩa thì với là nhiều. Vậy thì cái câu nào mình nói chuyện mình để ý có thể dùng thì với là được thì mình dùng nó vô. Thường là gì? Nãy giờ toàn là giới thiệu tính chất và giới thiệu là gì thôi, đúng không? Tiếp, John is afraid of dog. Đây, sợ. John thì sợ chó. Alright. Em nó sợ con kìa Peanut. Con làm gì cho nó hết sợ đi Peanut. It's 10 o'clock. Nó thì 10 giờ. Chỗ này thêm chữ thì vô nó thiệt là gượng ép đúng không? Nhưng nó là 10 giờ cũng hơi gượng ép. Tại vì tiếng Việt thì mình sẽ là bây giờ là, đúng không? Chứ mình không dùng chữ nó. Bây giờ người ta dùng chữ nó có nghĩa là hiện tại bây giờ là 10 giờ đó. You are late again. Bạn thì đi trễ nữa rồi. Ở đây nó sẽ xuất hiện to be. Trong tiếng Việt thì bạn đi trễ nó có chữ đi chứ không có chữ thì, cho nên thành ra bạn quên chỗ này, phải chưa? Rồi, vậy là phải gượng ép vô. Phải nhớ you are late. Tại trễ là tính từ chứ không có đi trễ, phải không? Trong tiếng Anh người ta không có dùng là chữ đi trễ, nó không có go late mà phải là are late. Tiếp luôn. Anne and I are good friends. Bạn Anne và tôi là những người bạn tốt của nhau. Rồi, tôi và bạn này là bạn tốt. Câu này thì hợp lý đúng không? Your keys on the table. Cái chìa khóa thì nằm trên bàn. Cũng cơ bản mà phải không? Thì cái này là ở nè. Ê, cái này là ở nha. Những cái chìa khóa thì nằm ở. Nó cũng không có thể nào ra khỏi cái thì được á hen. Rồi thì mình cứ dịch theo kiểu đó của nó luôn đi để mình nhớ. I am tired. Tôi thì mệt. But I'm not hungry. Nhưng tôi thì không đói. Nghe cái câu dịch ra rất là máy móc đúng không? Chẳng trách làm sao mà người nước ngoài qua tiếng Việt nói chuyện như cái máy giống như chị Google thì cũng là dễ hiểu thôi. Tại vì cái câu tiếng Anh của người ta nó như vậy nè, thì dịch qua tiếng Việt thì nó được như vậy đúng rồi. Còn đâu nó là sai đúng không? Tom isn't interested in politics. Thì bạn Tom không có hứng thú với chính trị. Bạn này rất là giống tôi. He's interested in music. Anh này lại rất là hứng thú với âm nhạc. Jen isn't at home at the moment. Bạn này không có ở nhà. Ok, cuối cùng cũng có được chữ ở nữa rồi nè. Mà khi mà ở thì nó có cái chữ gì mọi người để ý không? Khi mà nó có cái ở thì nó sẽ xuất hiện thêm cái này nữa. On và at hoặc là in thì nó mới là ở được, đúng không? Nó có giới từ nó mới ở được. Tiếp theo, she's at work. Bạn này thì không có ở nhà vào lúc hiện tại. Bạn này thì đang ở chỗ làm. Đó, she's at work. Tiếp nữa, those people aren't English. Những người này không phải là người Anh. They are Australian. Người ta là người Úc. Là nha, là. Chỗ này là. It's sunny today, but it isn't warm. Trời hôm nay thì nắng, nhưng nó không có ấm. Nắng nhưng không có ấm. Tại là cái chỗ người ta nó dễ nắng, nắng nhưng lạnh lạnh. Còn mình nắng là nóng luôn chứ không ấm. Thì bạn thấy đây là gì? Như là nhìn mình thường nói, nên mình nói lại nếu có ai mới coi nha. Ngữ pháp nó phải đi chung với ngữ nghĩa. Tức là bạn muốn dùng nó là cái gì, bạn phải biết hiểu nghĩa của nó. Mình đang muốn nói cái đó thì là ở, thì mình mới để nó vô. Còn nếu mà mình không có diễn tả những cái việc đó, không có diễn tả màu sắc, tính chất, thì hay là không giới thiệu là cái gì hết, đúng không?
và không có nói ở đâu thì mình sẽ không xuất hiện ba cái này được, đúng chưa? Rồi nhắc lại, khi mình muốn diễn tả là người thì này thì nọ, tức là nó thì đẹp thì xấu, cái này thì nóng, ăn cái này thì ngon, thì mấy cái đó nó mới có to be vô. Hoặc là cái này là cái gì, người này là ai, hoặc là cái đồ vật này nằm ở đâu, nó ở trên ở dưới ở này ở nọ, thì nó mới xuất hiện cái này thôi. Còn các trường hợp còn lại là nó có cái khác để xài, không có xài cái này nữa nha. Rồi đó là to be. Câu chuyện này còn dài lắm các bạn, sẽ còn hoài luôn. Ngoài ra bài này người ta còn cho mình cái này nữa, that's, that is. Câu này có nghĩa là đó, à lộn phải, câu này mà cụm này, đó là, câu trúng này là đó là, there, there is, cái này dịch là có giùm mình, có một cái gì đó. Rồi tiếp, here, here is, đây là một cái gì đó. Ok, rồi bây giờ mình coi nha, mình coi người ta sẽ dùng cái câu đó như thế nào. Ngữ pháp phải đi ngữ nghĩa, biết cấu trúc và phải dịch ra nữa. Cảm ơn, thank you, that's very kind of you, đó là rất tốt. Dịch ra kiểu này khóc. Thì that's very kind of you, tức là cái điều đó nó thật là tốt bụng về bạn, tức là bạn làm vậy bạn rất là tốt bụng. That's very kind of you, tức là nếu bạn làm như thế thì bạn là một người rất là tốt bụng. Có nghĩa là người ta lượm được của rơi trả lại cho người mất nè. Đó, here's your keys, đây là của bạn chẳng hạn. Ok, rồi, hay là lượm là trả lại cho người ta, mình giúp đỡ người ta gì đó. That's very kind of you. Tiếp, look, there's Chris, nhìn kìa, đó là Chris, có một cái gì đó. Ok, vậy thêm một cái này, có một cái người nha, một cái hoặc một con người nha. Ok, câu này cũng hơi lạ nha, there's Chris. Alright, Chris là con người đấy đó. Rồi tiếp theo, here's your key, đây là chìa khóa của bạn. Thank you, đó, giúp đỡ người ta đưa chìa khóa của bạn nè. Here's your key, chìa khóa bạn đây. Không, cái này như giống đang booking phòng đúng không? Tiếp theo, còn gì nữa không? Rồi tóm lại phần này là gì? Đó là có một cái gì đó, there is, tức là người ta thể hiện có cái gì đó ở đó đó, hay là có người đó ở đó. Còn here, here is, đây là một cái gì, cũng có to be ở đây. Thì cái này ví dụ là thực sự là hơi khó hiểu rồi nha, nhưng mà mình có thể coi cái câu hỏi, cái bài tập. Thì ở đây muốn rõ hơn á, thì các bạn sẽ coi tiếp ở unit 2, phần câu hỏi, there is, there are, ở phần 36 cho cái phần này nè. Đó, cái này khó hiểu đúng không? Cái này là chưa hiểu đúng không? Thì bữa sau có bài 36 mình sẽ coi, và ở trong bài số 64 luôn. Thì bài 1 nó mới có bao nhiêu đây thôi. Thì tóm lại là sẽ làm bài tập liên quan tới cái này. Coi bài tập nha. Bài đầu tiên chúng ta sẽ cùng làm bài tập với nhau luôn. Write short form. Bây giờ mình sẽ viết dạng ngắn của cái chữ she's và we aren't, vân vân. Dạng ngắn là cái gì? Là cái ở trên đây nè mọi người. Đây, dạng dài nha. Dài là viết nguyên một chữ này ra. Còn ngắn là viết dấu phẩy, viết chữ S hoặc là chữ R, E ở đây là dạng ngắn nè. Đó, bên đây cũng có dạng ngắn của phủ định nè. Đó, dạng ngắn của phủ định nằm bên đây. Rồi bây giờ đi làm bài tập luôn nha. Dạng ngắn là sao? She is viết thành she's. They are viết thành gì mọi người? Ôi, viết lộn. They are. Rồi vậy là xong rồi đó. This is not, it is not chứ, sẽ là it isn't. Không? That is sẽ thành là that's. I am not, cái này không có ngắn được. Cái này cũng là I am not thôi, không có viết ngắn được nữa. You are not, cái này ngắn được nè nha. Cái này ngắn được, cái này là you aren't. Rồi xong, mình làm xong bài tập đó rồi đó. Người ta chỉ muốn mình viết lại cho nó quen cái đó thôi, không gì hết. Dễ đúng không? Nếu mà ai học là từ đầu luôn thì nó sẽ ok, tới đây mình nghĩ được. Còn mấy bạn nằm bữa giờ học từ vựng này kia, nghe mình dịch bài nhiều rồi thì sẽ thấy bài này khá là dễ đó. Put am, is, are, you. Rồi, bây giờ người ta cho mình bài tập di động từ, bài thuần túy luôn. Cái nào dùng am, cái nào dùng is, cái nào dùng are, để vô thôi. Rồi mọi người làm đi, mình cũng làm nha. Có thể tắt video để làm trước mình đi rồi mình hẳn sửa ha. Rồi coi như mọi người tắt video xong mình làm đây. I am not tired, tôi không có mệt. This bag is heavy, cái túi này thì nặng quá. Tại sao chỗ này nó không có he, she, it mà nó cũng thêm is vậy? Tại vì cái này á là this bag, là một cái thôi, là nó bằng với đồ vật đúng không? Là nó sẽ bằng với lại chữ it, được chưa? Cho nên mình sẽ dùng it is, thì dùng this is luôn. These bags, nhiều cái,
are thì nó sẽ bằng với they, tức là chúng, cho nên là dùng are. Look, there is Carol. Thực ra cấu trúc này nó lạ quá hả ta, nó mắc cười quá. Nhìn kìa, Carol kia kìa, đó là, ở đó là Carol. My brother and I are, ở đây I thì nó đã đi với em đúng không, nhưng đây là hai người. Anh tôi và tôi thì rất là giỏi chơi tennis. Sorry, là những người chơi tennis rất giỏi chứ, là những người chơi tennis rất giỏi. Anna is at home, her children are at school. Bạn thì ở nhà nhưng children là con của cô ấy. Con của ấy mà chữ children là nhiều đứa nha. Chừng nào mà child đó thì là một đứa, còn này children là nhiều đứa. Tiếp, I am a taxi driver. Tôi là một cái người tài xế taxi. My sister is a nurse. Rồi, điền vô thì lúc nào cũng dễ đúng không? Làm bài tập này các bạn thấy dễ đến mức là muốn lơ là với nó luôn. Cho nên tới khi mà người ta cho ngược lại bạn sẽ sai. Tức là sao? Bạn nhìn lại mấy câu này nha. Học ngữ pháp thì phải tới bước này mới là giỏi. Chứ bạn điền về xong bạn thấy ồ trời, tôi giỏi quá trời quá đất, là tiêu nha. Nhìn nè, thời tiết hôm nay rất là đẹp. Câu số 1 là nha, the weather is nice today. Câu này nếu nhắm mắt lại bạn tự viết, bạn có viết được không? Ví dụ nha, giờ mình cho bạn câu khác nào. Thời tiết hôm nay rất là tệ, cũng giống câu này vậy đó, bạn viết thử xem. Thì nó sẽ là gì? The weather is bad today. Phải chưa? Phải tập làm câu tương tự như vậy thì lúc đó mới gọi là luyện tập và dùng nha. Chứ còn làm bài tập này không? Chưa đâu, cuộc chơi của bạn chưa bắt đầu. Rồi giờ nè, I'm not tired, tôi không có mệt. Chị bây giờ thử nói nha, tôi không có đói bụng thì nói sao? Học từ vựng rồi mà, đúng không? I'm not hungry, tôi muốn khát nước luôn. I'm not thirsty, nhìn mặt quạo kìa, bạn giận hả? Không, tôi không có giận. I'm not angry. Đó, phải làm được tới đây. Ngữ pháp là tới cái phần sau này nó mới là ok la được, mới là xài được. Chứ còn ba cái đồ giảng giảng này với lại bài tập này á hả, bạn học 10 người cũng giống nhau thôi, không ai khác ai đâu. Cũng vậy à, yên tâm đi. Rồi nha, thử những cái nữa nha. This bag is heavy, cái túi này nặng quá. Vì muốn nói là cái túi này đẹp quá thì nói sao? This bag is beautiful, phải không? Nhớ nha, bây giờ học ngữ pháp rồi nha, cho nên nói đâu phải chính xác đó, động từ đưa đàng hoàng nha. Và việc này là một cái game khó chơi, giống như là chơi game mà mình phải để tứ phía chứ không thôi là có một cái nào nó sơ suất là cái thằng kia nó sẽ bắn mình liền. Xin lỗi các bạn, mình là người chơi PUBG nghiệp dư. Mình chỉ biết chơi có game đó thôi. Alright, chơi bắn súng đó nha mọi người. Đó, giống như là khi mình học ngữ pháp là giống như mình chơi bắn súng vậy đó. Và ngữ pháp mà nói thì không sao, còn khi mà viết á thì là phải cẩn thận. Chứ không thôi là có một cái lỗi nào đó là người sẽ bắt mình liền. Rồi, tiếp. Cái túi nặng, bây giờ những cái túi này nặng quá. Ok, giờ đổi lại cái khác đi. Túi thì mình có nhiều rồi, mình đổi cái khác. Những cái áo này đẹp quá. These shirts are pretty. Ok, beautiful cũng được, nice cũng được. Rồi tiếp nha, mình không thích câu số 5 lắm, mình bỏ qua. Mình làm câu 6. My brother and I are good tennis players. Tôi và anh tôi là những người chơi tennis rất giỏi. Tôi thì không có chơi tennis đâu bạn. Mình nói là à, em gái tôi và tôi là những học sinh rất là giỏi. My sister and I are good students. Oh yeah, ok. Họ là bạn tôi và tôi là những giáo viên rất là giỏi. My friend and I are good English teachers. Tôi tự thấy vậy luôn á. Bạn tôi cũng giỏi lắm nha các bạn. Bạn tôi giỏi hơn tôi rất nhiều nha. Tiếp luôn. Anna is at home. Rồi, bạn này đang ở nhà. Bây giờ nói tôi đang ở nhà đi. Ê, hỏi bạn ở đâu, tôi đang ở nhà. I'm at home, đúng không? Giờ hỏi bọn họ đang ở đâu, bọn họ đang ở nhà. They are at home. Trời ơi, sau này tụi mình giỏi dữ vậy ta. Nên tụi mình nói quá trời câu luôn. Cơ bản mà các bạn, đúng không? Cơ bản thì phải nói cho đúng nha. Chứ tới đây mà nó còn trầy trật nữa thì khúc sau làm được đâu. Nhìn rất dễ, nhưng mà sai thì rất là... sai rất dễ luôn. Tức là nhìn dễ là dễ sai đó. Rồi tiếp luôn nha. I'm a taxi driver. Tới đây thì ai nghề, nghề gì thì tự nói luôn đi nha. Chứ còn chỉ gì nữa đúng không? Em mà tự nói nghề ra, nghề đó bạn chưa biết thì bạn comment xuống đây. Bạn comment, nếu mà bạn không biết cái nghề là nghề gì thì bạn để lại bình luận ở đây. Nhiều khi mình cũng không biết cái nghề của bạn tiếng Anh là gì luôn. Chân thật mà nói là như vậy nha các bạn. Rồi tiếp theo, my sister is a nurse. Rồi thoải mái luôn, bạn có thể giới thiệu tất cả mọi người trong nhà cái nghề luôn. Alright, tiếp nha. Viết nguyên câu rồi đây nha các bạn. Thời tới rồi nè, nãy giờ tụi mình đã nói qua rồi. Bây giờ tụi mình viết lại nha. Để coi coi Trinh viết đúng không nha. Rồi có chữ your shoe very dirty. Đây là một cái nè, phải nói nha. Thực ra khi mà bạn văn nói your shoes very dirty, bạn nói cái khúc này thôi là người ta hiểu bạn rồi. Đồng ý không?
giày bạn rất dơ. Trời ơi, nó y chang tiếng Việt luôn. Nhưng mà đó không đúng ngữ pháp thôi, chứ ngữ nghĩa là nó ok la nha. Thì ngữ pháp phải sao? Your shoes are very dirty. Đó, nó gì đó. Ở đây ai cho sẵn là not clean, nên là cuốn sách này của ai mà học, ta nói của giáo viên nào mà có tâm quá vậy. Học thích thật. Có ghi sẵn cho mình nữa. Alright. Thật ra hồi đó đi học nha, Trinh luôn học sách cũ của mấy anh chị trước, chứ mình không có được mua sách mới đâu các bạn. Nhưng có một quyển sách duy nhất mình buộc phải mua mới, đó chính là quyển sách Anh văn. Mình không thích những cái người mà ghi vô sách của mình, sách Anh văn của mình á, là mình không thích người ta ghi như vậy. Mình phải mua quyển đó mới, mặc dù mình vẫn để lại cuốn cũ. Để chi? Để mình không biết thì mình sẽ lật ra coi. Nhưng của mình không thích. Mình cứ tỏ vẻ là à, cuốn sách của mình trắng trơn, giờ mình biết đọc vậy. Nhưng mà thực ra là sau khi học xong bài đó thì mình cũng ghi quá trời luôn mọi người. Ghi quá trời luôn, đam mê ghi luôn. Cho nên là nếu sách người ta cũ mà có ghi rồi, mình đâu ghi được của mình nữa. Cho nên là Trinh luôn mua cuốn sách văn mới, mặc dù những cuốn sách khác đều là sách cũ second hand hết luôn. Ok, tất cả các năm học của mình hầu như là không có mua sách mới. Tiếp, my brother a teacher. Rồi anh tôi một giáo viên. Rồi anh tôi một giáo viên thì viết sao? Viết kìa nè, my brother is a teacher. Rồi xong vậy thôi, đâu có gì đâu, phải không? Có thêm chữ is thôi mà nó khó vậy đó mọi người. Thì ngữ pháp mà, người ta phải chia ly chứ. Đó, có vậy thôi đó, thiệt luôn á. Ngữ pháp có nhiêu đó thôi à. Vậy mà sai hoài luôn. This house not very big. Thì làm là this house is not very big. Vậy thôi đó, nhà này rất là bự. Rồi ta tiếp tục đặt câu nha. Rồi đặt trong im lặng luôn. Rồi làm đi mọi người. Làm được không? Ok, làm tiếp rồi sửa ha. Có thể dừng video, còn mình thì sửa tiếp nha. Shops are not, mình viết tắt luôn, open today. Đó, sống có ở đâu. Đơn giản luôn. My keys in my bag. Thì nó là my keys are in my bag. Hết rồi. Công chuyện có nhiêu đó thôi. Jenny, 18 tuổi. Ê, trời ơi, cái này hay nha. Trời, công nhận cái bài này đúng Jen dễ sợ luôn. Ở trên là Lisa, cũng như là Jenny. Mà Jenny là Jenny Huỳnh đó. Mình là fan của Jenny Huỳnh nè. Jenny Huỳnh thì năm nay nó 18 tuổi thiệt luôn á trời. Jenny is 18 years old. Không biết Jenny mà coi này nó có cảm động không ta. Tại vì mình lớn hơn nó quá trời luôn. Mình đi coi kênh của nó. Con bé nó thiệt là dễ thương luôn. Jenny is 18 years old. Rồi công nhận nha, cuốn sách này là viết từ hồi nào ta? Theo mình nhớ làm là cuốn sách này viết từ năm 1985. Cái đó là chắc chắn mình chưa có luôn rồi. Nhưng mà tới nay vẫn còn đú trend, hay thiệt. Không ngờ. Rồi, you are not very tall. Mình có thể viết you are not, gọi là you aren't very tall. Bạn không có cao lắm. Rồi xong, hết bài rồi mọi người. Mọi người có thể tiếp tục đặt những câu tương tự. Đặt tương tự đi. Rồi gửi đây mình sửa cho. Mình nói rồi, cái khoảng mà sửa rất là quan trọng. Thì hiện tại á, là các cô chú anh chị em subscribe cho cái kênh mình cũng đâu có nhiều đâu đúng không? Cho nên mình nghĩ là mình có khả năng sửa được bài cho mọi người, cho nên cứ comment lên đi, đừng có ngại nha. Viết sai quan trọng là viết rồi nhìn lại thấy nào cũng có sai, không chừng hồi mình up cái video lên xong mình thấy mình sai luôn nè. Hôm nay thấy sai nhiều lắm rồi đó. Nhưng mà sửa thôi chứ làm gì căng đúng không? Không nói chứ nhìn lại cái nãy giờ mắt nói chuyện hơi nhiều. My brother is a teacher. His house is not very big. The shops aren't open today. My keys are in my bag. Jenny is 18 years old. You aren't very tall. Ok, chắc là đúng rồi đó. Ok. Đúng rồi, và cái nhìn lại cũng quan trọng nha. Và đúng rồi, đối với bản thân mình còn việc gì nữa? Còn hồi trước thì có giáo viên check cho mình và các bạn ở nước ngoài chẳng hạn, nhưng mà ai đâu mà rảnh mà kiểm tra cho mình hoài đúng không? Và đặc biệt là bây giờ mình còn đi dạy người ta nữa, mình cứ hỏi hoài sao mà được. Thì mình phải tự check. Check bằng cách nào? Mình sẽ dùng Google đúng không? Yes, chắc chắn là Google. Mình viết một cái câu mà mình không chắc là có đúng hay không thì mình gõ cái câu vô. Nếu mà ở dưới nó hiện ra có cái câu đó, có người khác xài câu đó thì mình viết đúng. Còn nếu cái câu của mình nó uốn éo, nó sẽ tự sửa cho mình thôi mà. Ngoài ra các bạn có thể dùng là Google Docs, nó cũng có sửa ngữ pháp. Hoặc là các app khác như là Grammarly. Thôi biết tới đó thôi chứ cũng không biết nữa. Đó, chỉ có mấy cái đó là mình xài được thôi. Bây giờ thì mình còn thêm một cái nữa là Chat GPT. Mình hỏi là cái đó là sử dụng thế nào, hoặc là cho mình example của cái đó xem. Đó thì nó sẽ cho. Rồi bây giờ mình coi nha. Look at Lisa sentences. Cho Lisa nữa nè. Lisa nè. Thật ra là mình không có mê blackpink, mà tại thấy bạn mê quá là mình cũng phải coi. Nhìn vào những câu của Lisa nha. Bây giờ viết cái câu về bản thân mình. Rồi name. My name is
Tring. Yes. From, I am from LA, Los Angeles. Rồi, age, I am 28. Tuần sau là mình được 28 tuổi nha mọi người. Tuần sau mới được 28 tuổi, bây giờ là 27, xém xém 8 rồi. I am an English teacher. Thiệt á. Ok, mình là giáo viên thiệt nha, không có giỡn. Married, I am married. Rồi, ok. Rồi, favorite color or colors. My favorite color. Color. Ok, viết cái chữ color bị gì vậy? Color gì vậy? Color có hai kiểu viết nha, một chữ U, hai chữ U được. Is red. Nghe đồn màu này nó hợp mạng với mình, mạng hỏa nha mọi người. Chứ còn thích thì nói chung là giờ mình chả thích cái màu gì nữa. Tại vì mình thấy là quần áo hay gì cái nào mặc hợp được. I am interested in cooking. Ok, cooking. Rồi, tôi thích nấu ăn. Rồi các bạn làm gì? Cái này thì tự nói nha các bạn. About yourself, thích viết cái gì viết luôn. Còn cái này là về mình nè. Cho nên là các bạn coi đi nha. Các bạn tự viết về bản thân các bạn nhé. Rồi, cái này là thông tin thiệt luôn á. Thiệt luôn á nha, 100% là thiệt luôn á. Rồi, write sentences for the pictures. Viết câu cho mấy cái bức tranh này. Ê, cái này được quá nè. Sử dụng những cái từ như sau, người ta có gợi ý cho mình nha. Ôi, ai ghi cái gì quá trời quá đất luôn nè. Afraid là sợ, angry là giận. Ôi, ba cái này mình đã chỉ cho các bạn hết rồi. Mình tự tin các bạn được, mình không có dịch nữa đâu. Rồi, hình số 1 nha. She thirsty. Số 2, they are cold. Hình số 3, he is hot. Hình số 4, trời ơi, số 4 làm gì vậy? He is afraid. Anh thì sợ rắn. Thấy rồi, thấy con rắn rồi. Câu số 5, nhà họ đói đúng không? They are hungry. Dễ không? Câu số 6, cái cô này nhìn đứa cái cửa bể. She is angry. Ok, kết hợp với những từ vựng đã học, bây giờ ngữ pháp mới phát huy công dụng được. Chứ lúc đầu dạy ngữ pháp, thí dụ mà đây là video đầu tiên mà mình dạy cho mọi người, chắc đâu ai học đâu. Mệt quá đi trời á. Tiếp, write true sentences. Viết những câu đúng, positive or negative. Có thể là không phải tích cực hay tiêu cực đâu, mà là nó là câu khẳng định hay là câu phủ định, là có đúng hay là không. Sử dụng I am, am not, he isn't, or aren't. Ok rồi, cái này là cũng công thức không à. Viết nha. Nó cho cái từ ý là I interested in politics. Tôi thú vị về, tôi rất là thích về cái lĩnh vực là chính trị. Thế nên nếu bạn thích thì là I'm interested in, đúng không? Còn nếu bạn không, I'm not interested in politics. Đó, tôi thì không có hứng thú về cái này. Giờ tôi tiếp theo nha. Đói không? Bây giờ thì không có đói nha. I am not hungry. Còn mọi người đang học cái này mà đói quá thì ăn nha mọi người. It's warm today. It isn't warm today. Hôm nay đâu có ấm đâu, hôm nay nóng muốn chết. It isn't warm today. Rồi câu này của mình nha. Tại vì chữ it mình phải để xa ra mọi người nhìn thấy được nên mình viết lại nha. Chứ đây người ta có chữ it sẵn rồi, mọi người chỉ cần viết phần sau rồi. I am not afraid of dogs. Mình không có sợ chó. Mình rất thương chó. Chó nào cũng thương. Chó ở ngoài đường cũng thương nữa. My hands cold. My hands are cold. Cái tay mình ra lúc cũng hơi lạnh. Bây giờ trong phòng mới lạnh cho nên nó lạnh. Tiếp, Canada, very country. Canada là một nước rất là lớn, đúng. Canada is a very big country. Tại vì mình ở Việt Nam cho mình thấy là nước Canada nó lớn. Chứ nếu mình ở mà Nga hay Trung Quốc thì chắc không thấy lớn không. Canada is a very big country. Right. Diamonds cheap. Diamond là gì vậy mọi người? Diamond là kim cương nha. Trời ơi, đây là giây phút thể hiện ngữ pháp. Nó phải liên quan tới ngữ nghĩa nè. Mọi người thử mà viết câu như sau. Diamonds are cheap. Kim cương thì rẻ. Trời má ơi, bạn ở Dubai hả? Mình không hề thấy cái việc này như thế nào. Không thấy nó rẻ chút nào. Diamonds aren't cheap. Diamond mà kim cương làm sao mà rẻ được, thấy chưa? Thấy ngữ pháp nó không có hoạt động trong đây chưa? Nếu mà bạn không biết ngữ nghĩa ở đây, bạn viết tầm bậy tầm bạ thì nó mới có ra hai trường hợp là sao?
Ngữ pháp thì đúng, nhìn vô diamond or chip thì nó đầy đủ cấu trúc, nhưng về ngữ nghĩa kim cương nào mà rẻ má ơi, kim cương ngoài chợ đông bằng lon hả? Nope. I interested in football. Rồi, tôi bây giờ tôi nói là interested in football, có thích đá banh không? I am not interested in football. Rồi, tiếp theo, Rome in Spain. Rome là đâu? Hình như đâu phải in Spain đâu trời. Rome isn't in Spain là Rome thì là ở Ý chứ đúng không ta? Chứ Rome đâu có ở Tây Ban Nha đâu. Rome in. Ok, mình hỏi where is Rome đi chứ mình làm gì vậy? Rome, Rome, Rome. Rome. Trời ơi. Rome đâu vậy? Italy, đúng rồi, nó ở Italy mà. Rồi ok. Vậy thì cái câu này là gì? À, có những thứ mà các bạn có thể tự viết về bản thân bạn được nè. Chỉ trừ cái việc á là Canada nè, kim cương nè và Rome, đây là sự thật hiển nhiên nha các bạn. Thì cái đó là các bạn viết giống mình. Còn những câu còn lại các bạn viết theo ý của các bạn luôn, không có cần phải viết giống nha. Rồi, đây là bài không giống nè. À, bài 1 chấm 6 là tùy ý nè đúng không? Và bài trên đây 1.4 cũng là tùy ý luôn. Và quan trọng là gì? Ngữ pháp gì đi chăng nữa cũng phải là để thể hiện ý của bạn nói. Nếu như mà bạn không có ý gì để nói thì ngữ pháp hay từ vựng nó không cứu được cái gì hết. Quan trọng là bạn khao khát muốn bày tỏ thì bạn có sai từ vựng hay sai ngữ pháp người ta cũng sẽ cố hiểu. Còn nếu mà bạn không muốn nói cho ai cái gì, không muốn thể hiện cái gì hết thì bạn có hai thứ đó cũng như không nha. Cho nên là phải tìm hiểu coi ý mình muốn diễn tả là gì và mình dùng đúng cái đó lên nha, dùng đúng cái công cụ. Ngữ pháp này cũng chỉ là công cụ để thể hiện nên thôi. Đây là bài đầu tiên, quá trời quá đất luôn. Có khó không ta? Không có khó mấy đâu đúng không? Chắc sẽ tiếp tục được bài thứ hai. Hay là bạn muốn mình làm bài nào trước? Ha, cũng được á. Hay bạn muốn làm bài nào trước bạn comment đi. Có khi cái này nó dễ quá với các bạn sao? Còn nếu các bạn ok thì mình sẽ làm theo thứ tự thôi. Dễ nha. Ai muốn làm bài nào trước nói, có thể mình rảnh mình sẽ làm trước. Rồi bye bye mọi người nha. Bữa nay tới đây mình thấy cũng rất khá là ok. Hy vọng là không có sai nha.